Má Dung ơi, má Dung à, tóc của má đó mà cắt theo cái kiểu Hoàng Châu công chúa như vậy nè là đẹp hết biết vậy đó, phải không? Đúng rồi. Quỷ cái. Trời ơi, bộ Cameroon hả? Bộ Cameroon không lấy mày rồi mày khùng hay sao hả? Ăn nói bậy bạ tao gì tự nhiên kêu cho tóc Hoàng Châu. Sao má chửi con? Chửi là đúng rồi. Nói gì mà còn nói có gì đâu. Bộ tao già lắm hay sao? Mà mày gọi tao bằng má, mất duyên tao rồi. Trời mới muốn mấy à, chưa phải lỡ thời. Mày nhìn kỹ coi tao với Hoàng Châu sắp xỉ với nhau. Tại em lỡ miệng thì hai đừng giận. Nhìn kỹ chị hai còn trẻ quá tay. Tao đâu có nói quá. Nhan sắc cỡ này thì xin ê tài tử tao nổi là chuyện thường. Mà tại số tao không phải là sao nên phải lao đao. Chị hai mà đóng kịch hay cải lương là số một. Ngọc Quyền và Linh cũng phải thua xa. Không gì à, em nói vậy là chị hai đâu có chịu em. Em nhìn kỹ đi, nét đẹp của chị đâu phải là nét đẹp cải lương đâu. Em coi nè, càng nhìn kỹ chị càng thấy ngộ nha. Sắc đẹp của chị nó kỳ cục lắm em ơi. Nó nằm trên giữa gì đó không có phân biệt được. Đâu, chị, ơ quên má quay lại cho con coi nhìn kỹ lại coi. À quên, lộn chị. Chị, à đúng rồi, em nhìn chị thấy cũng có nét đẹp lúc ẩn lúc hiện ha. Vậy mày nói tao có cơn phải không? Giống như điên khùng vậy đó vậy. Lúc điên, lúc khùng, lúc tỉnh, cái này lúc đẹp, lúc xấu à mày. Dạ không, ý em không phải vậy. Không phải hả? À, không phải là đúng đấy em. Trời, cái nét của chị người ta gọi là nét nét điện ảnh, nét cine đó. Cái nét này nó đặc biệt lắm em ơi, đâu phải ai cũng có đâu em. Ủa vậy đó hả? Đâu để em ngắm lại lần nữa kỹ coi nè. Ờ ha, em thấy cũng hao hao á. Ủa mà vậy sao mà chị không đi làm diễn viên điện ảnh đi? Thiệt là uổng lắm á chị hai. Thì chị cũng thấy vậy đó em. Nhưng mà chuyện đời khó ai biết được lắm em ơi. Ủa vậy đó hả chị? Ừ. Ờ ha. Mà em nhìn chị hai á, thấy trẻ thấy mồ luôn. Thôi á. Trẻ thôi, đừng có thấy mồ. Mồ là mã, thấy mã là tao chết hả? À, đừng, dạ, không chị phải. Dị đoan lắm, chị dị đoan lắm. Dạ ý nó là trẻ lắm á. Nhìn tướng á, giống mi nhon lắm á. Ừ. Nhìn đằng sau tới á, thì tưởng là 18. Ừ. Nhưng mà từ trước nhìn tới thì 81. Mày có duyên quá. Mày tấu hề với tao hả? Trời ơi, ở đâu hả? Xin lỗi cưng à. Nói thiệt với mấy em nghe, thân hình chị chỗ nào phô là chị sửa liền. Xui cho chị là chị có chồng rồi. Chết cha, nói phải nhìn ổng. Để ổng ra ổng tát mặt tay nó sao xui. Chứ nếu tao ở một mình á, mấy việc triều rẻ đó em, thèm chảy nước miếng luôn á. Tao mà tao còn nói tao còn bị lộn lưỡi thấy không? Dạ đúng rồi. Em nè, em nhìn chị mà em còn chảy nước miếng nữa, huống chi mấy thằng cha đó. Mà chị hai nè, sao chị hai không đi làm người mẫu đi? Tướng chị mà đi làm người mẫu khỏi chê luôn đó. Trời ơi, chị không chăm làm. Chị nhường đất sống cho mấy người mẫu, chị sợ tụi nó không có đất sống chị nhường á cưng. Trời ơi, chết. Ôi mà, hoài à. Trời ơi, chê chứ sao không chê. Ôi, đẹp Dung, rồi. Chị Dung ơi, thẩm mỹ kiểu này là chết em rồi. La hoài, gì vậy nàng son? Trời ơi, son bơm tới 20cc mà em thảo bơm sao cái bên lớn, bên nhỏ nè, chị thấy không? Trời ơi, giống như là đồi thông mà thiếu đi một ngôi mộ gì đó. Mệt quá đi, tại vì của chị nó bằng phẳng quá đi. Bơm vài chục cc không có đủ. Thì em phải canh cho đều chứ. Rồi em không canh thì mắt nhắm mắt mở em bơm kỳ cục vậy. Như vậy việc kiều nào mà chịu ưng nàng son đây. Thôi son ơi son. Thôi bây giờ như vậy, trở lên đi, để em nó bơm thêm vài cc. Chị chiếu đãi cái này là chị bo thêm. Má, phải vậy chứ. Em hoan hô chị Dung cảm ơn nha. Lên em. Má hả? Bơm thêm là mình lỗ rồi. Trời ơi, con kỳ quá, em kỳ quá. Má nói gì vậy? Sao kêu con là em? Trời, nói gì hỏi. Quy định hai má con mình rồi, nhớ không? Ở nhà thì má con, ra đường ra tiệm này chị em, hiểu không? Quên. Em kỳ quá à. Dạ. Em á, nói nghe nè, bơm cho nó 3cc, thuốc dởm á, hiểu không? Chứ ở đâu ra thuốc thiệt mà đi cằn nhằn. Rồi, ra khỏi chỗ này là quề cả làng rồi, nó đâu nói gì được. Thuốc ở chợ lớn hả má? Kế bên. Đi lẻ đi mệt ghê à. Hey, mấy thằng bê đê thiệt là khó lòng. Miệng mồm xấu lắm. Không vừa ý hả? Nó về nó rao bán tùm lum là mình mất hết khách đó. Dạ. Dạ chào chị Dung, chủ nhân thẩm mỹ viện. Dạ xin chào quý khách và các chị. Em và anh này
là nhân viên tiếp thị cho công ty xuất nhập khẩu người mẫu tài tử Hồng Kông. Dạ, xin được phép chào hàng như sau. Dạ, kính thưa chị và các em, ông giám đốc hãng phim Sô ở Hồng Kông sau khi suy nghĩ đã quyết định chọn Việt Nam mình. Tìm người mẫu đóng phim vì cô gái Việt đẹp xinh vô cùng, dáng người mạnh khảnh dễ coi, có thể thay thế ngôi sao nước Tàu. Nên ông liền mở công ty bên này, chọn thật nhiều cô gái Việt Nam, bất luận tuổi tác đưa sang qua Tàu. Trước những thời trạng người mẫu, các kỳ thử thời vẫn xem sao. Được làm người mẫu và đóng phim, tìm vào như nước nổi danh tức thì. Dạ, nổi danh tức thì. Dạ, dạ tùy các chị. Trời đất ơi, chị nào cũng quá trời đẹp luôn à, mà bỏ qua là uổng phí nửa cuộc đời. Tụi em chỉ là tiếp thị công ty thôi. Nếu các chị muốn thử thời vận thì sáng thứ hai vào lúc 9 giờ cứ đến địa chỉ này. Dạ dạ đây à, đây à, để đăng ký nghe. Và biết rõ thể lệ cuộc thi luôn á. Nếu mà trúng tuyển sẽ được cấp visa sang Hồng Kông du lịch và ký hợp đồng là tài tử luôn vậy đó. Còn nếu lỡ mà các chị bị xui đóng vai phụ, vai ma, vai quỷ hay tỳ nữ, các chị cũng kiếm vài chục ngàn đô la luôn á. Trời đất ơi, cỡ chị đăng ký được không em? Trời ơi, chị đẹp quá à. Chỉ cần trang điểm thêm là có thể ngang ngửa với Hoàng Châu công chúa luôn á. Trời, chị biết không, Hoàng Châu ở ngoài mặt mụn quá trời luôn á. Nhưng mà chị hơi phì nhiêu. Không sao đâu nha, nhưng công ty có thuốc là uống giảm cân liền luôn à. Em đăng ký được không hả sư tỷ? Con nữa ai cũng được hết trơn á. Dạ mời. Ý, ủa ha, cái vụ này là sao đen lém săn pha nhớt mà. Trời ơi, còn hỏi gì nữa. Nhận hả? Đây là một nhân tài hiếm thấy, làm sao mà bỏ qua cho được. Đẹp quá hả? Em ơi, anh nói thiệt với em nha. Dạ sao? Hãng phim của tụi anh có nhiều đề tài kinh thiên động địa lắm. Trời ơi, kinh quá. Nhưng mà ngặt gì. Vì sao? Kiếm đâu ra nhân tài thứ thiệt. Em yêu chơi không cần phân biệt, thân con gái kiếp con trai. Một người mang hai dòng máu mà thản nhiên thách thức cuộc đời. Trời ơi trời à, nghe qua muôn xiều. Chắc phen này mình đã tới số. Kiến xui gặp được anh này. Em đi con hoài. Em hiểu. Dạ không? Dạ. Có em rất sẵn sàng. Đó, đúng. Đúng rồi. Anh ơi, vậy em có thể đóng được phim gì hả anh? Công ty thì rất nhiều phim. Dạ. Em sẽ có vai chính trong bộ phim Đứa con hai dòng máu. Trời ơi, vậy em sẽ đăng ký. Em đi Hồng Kông kiếm chồng luôn. Thôi, đã hết giờ, em còn phải đi tiếp thị nơi khác. Vì đợt này công ty tuyển khoảng 100 cô. Em hy vọng thứ hai 9 giờ sẽ gặp các chị nha. Khoan, làm ơn cho em xin mấy tấm cạc với dít đi. Cho em nguyên một sắp luôn. Nè, em nhớ vận động thêm nha. Đi đông cho vui. Thôi tôi đi à. Chúc các chị sẽ trở thành tài tử Hồng Kông. Dạ, xin hân hạnh chào các người mẫu tương lai. Tụi em về, em chuẩn bị thứ hai em đi đăng ký. Trời ơi, trái tim của Son chỉ có tài tử Hồng Kông mới ngự trị thôi. Em về nghe chị Dung, em sắp gặp được anh Lưu Đức Huê rồi. Má, ủa, chị... Bộ chị tính đi đăng ký thiệt hả chị? Mệt ghê á. Cái lúc không có ai á thì gọi bằng chị. Cái lúc cả đông người tự nhiên loài ra má. Sao bà quên cái quy định tôi với bà hoài hay bà nhỏ hả? Trời đất ơi, hiểu không? Bây giờ má được nè. Chứ làm sao con, hiểu không? Nhưng mà sao chị? Nữa. Cũng mệt quá à. Lộn hoài rồi. Sao má không hỏi ý của ba? Giấu. Sao dám hỏi?
hai người lại ra tôi giận lần chót à. Khi vào vấn lề thì phải hết sức bày bản cho nó logic chứ. Một cũng thia giám đốc, hai cũng thia cũng giám đốc. Lấy cho mọi người tin đây là một công ty lớn mới vừa liệt là thành lập để liệt vào lòng người ta. Cô Hồng cứ tự nhiên là khen ngợi và danh sắc của các bà để mà bả bung tiền ra. Dạ. Còn anh Lem à? Dạ. Cứ giới thiệu là tôi là người Hồng Kông không có biết tiếng Việt dành cứ thông dịch cương ly. Dạ. Nhưng mà chủ lệ vẫn là người mẫu tài tử Hồng Kông cái lý hỏi lên tận mây xanh xong phí vụ là tiền bạc là mình chia liều chứ gì. Nhớ là làm cái nghề này là nguy hiểm lắm tôi thấy sống không có thọ là chết sao gì cũng vô cái hộp Dạ. Nhưng mà chư vị kia cũng tâm đi, đừng có sợ gì. Cái lỡ thì bị bắt thì tôi sẽ... Anh hai nhận tội hết mình anh hai? Để tụi em ở ngoài, hàng ngày mang cơm vô cho anh phải không anh? Cảm ơn hai người tốt cho tôi quá, trời quá lắc đây chứ. Dạ. Tôi hứa nếu mà tôi bị bắt Sao? Tôi khai luôn hai người luôn. Trời. Cùng làm ăn chung nè, cùng chịu cho nó vui chứ. Cha sao ở ngoài? Anh hai, trời ơi, vậy mà em tưởng anh hai bao che cho tụi em khỏi tội. Ở ngoài tụi em giải trọt cứ gỡ tụ tội cho anh Ở lời này cái nghề lìa đảo chắc là phải ngủ lâu dài giấy dầu gì mà lo gỡ. Tụi em ở ngoài, anh hai cũng đỡ khỏi ăn cơm đắng muối hột. Dạ, chứ không phải nói chuyện gì, ông cứ hay dễ chân chọi xui quá chê. Tại anh hai trối trước chứ bộ. Anh hai ơi, sao xong phi vụ này em chuyển nghề lương thiện cho chắc ăn anh hai. Lung vậy, bà chưa định làm cái nghề gì? Người buôn bán rắn rùa kỳ đà qua Trung Quốc. Trời ơi, cái nghề đó mà lương thiện gì cha nội. Còn cha hơn lừa đảo nữa. Anh hai, em tính rồi nghe, xong việc này em sẽ buôn bán nhẹ nhàng thôi. Em bán gì mà nhẹ nhàng? Sang băng lậu, đem ra dĩa hè bán cho chắc ăn. Thôi con lại mấy cha, con lại mấy mẹ, lính giùm con đi. Cái đầu óc lìa đảo quá, thì làm cái gì cũng lìa đảo hết trơn á trời á. Cố gắng làm xong phi vụ này đi, rồi mình lặn sâu một chút xíu. Ây da, có người tới á, tất cả trở về nhiệm vụ ra mở cửa ly cô Hồng. Dạ. Chị vô đây là để đăng ký người mẫu hay là tài tử Hồng Kông ? Dạ thưa chị, công ty chúng tôi sẽ tranh thủ tạo mọi điều kiện cho các chị sớm nhất nội trong tuần này. Không, tôi muốn ngay nội trong ngày hôm nay. Ngay hôm nay? Nhưng chị chưa hoàn tất thủ tục mà. Chính các người mới chưa hoàn tất thủ tục với tôi thì có. Thưa chị, công ty chúng em không bao giờ sai hẹn. Phải không? Đúng. Không sai hẹn hả? Không sai hẹn mà. Hai tháng nay không trả đồng nào thì đến đây các ông hứa ào ào nào ứng trước 2-3-4 tháng mà bây giờ chưa có một cắc. Bà này kỳ lạ quá tai bà muốn gì hay muốn ăn đòn? Vô đây bà cho biết đá vàng ăn nói ngang bà nổi tiếng nhất dùng tội thất hứa bà chưa nhắc tới giờ còn muốn hành hung bà nữa công ty gì kỳ lạ quá. Là sao? Dạ, nói vậy chị đây là... Xin lỗi nghe, khỏi là chủ nhà chứ ai. Hả? Vậy mà em tưởng chị đi thi người mẫu. Bích cửa đi, không dám mơ cao đâu. Rồi bây giờ mấy người tính sao đây? Châu gì cha bị còn thuê cái bà cha chịu cơ cho dỗ châu dậu ra chắc là nhà xếp chịu Hiểu rồi. Nói gì vậy? Ông chủ tôi nói đầu tuần này ông chủ tôi trả hết cho chị. Vì cuối tuần tiền ở bởi mới gửi qua. Chị yên chí đi, ngoài tiền nhà chị còn có quà nữa đó. Hậu cái con khỉ. Nói thì nhớ nha, công ty mà hứa lẹo hay là mất uy tín hết nghe chưa. Bà dậu cháu Chị hai, cứ vui vẻ đi, 1-2 ngày nữa là xong hết hà. Nói thì nhớ tôi hậu nói cho mấy người biết nha. Đừng có để tôi tới một lần nữa, tôi mà tới một lần hả? Tôi réo từ đầu ngõ cuối ngõ cho biết cái công ty thì công ty lừa nghe chưa. Hậu con khỉ đi Trời ơi, nói chuyện nợ lần, lôi cả bãi ra ngoài đi, lỡ người ta giàu lấy rồi, chết mẹ rồi. Dạ. Biết người làm ăn cái gì đâu chứ. Dạ, anh hai bớt giận Dạ, có tiếng rung đó kìa. Lem. Dạ. Nhìn coi ai rồi trời, vợ có thằng nào lý ở đây.
Anh hai, anh hai mấy bài đăng ký tới rồi. Cứ làm theo bài bản làng hoàng nghe tôi dặn cái chứ. Dạ. Lìa cái con nhỏ người mẫu á, công viên gia thực tập đi. Trời ơi, nó tính một giờ tới 20 ngàn đó anh hai. Kỳ cha đó chứ. Mình ta con tép mình ta không tôm mà. Ôi vậy được rồi. Bibi. Dạ. Bibi ra thực tập em. Dạ. Diễn đi. Diễn sao nổi. Sao hả? Không có nói gì với anh tiền bạc hết trơn. Người ta đã nói rồi, 1 tiếng là 20 ngàn. Có chịu không? Sáng giờ bắt giờ chưa có ăn uống gì hết nè. Thì diễn đi chút xíu người ta cho ăn. Thôi đi, đợi chút xíu chắc ngủ gục ở đây luôn quá. Đặt cọc trước 1 tiếng đi là chắc ăn à. Tôi phải làm như tụi tôi giật á. 20 ngàn làm cũng dữ nữa. 20 ngàn phải không? Ờ. Bà Hồng. Vậy bà còn nhiêu túi á? Không hết tiền rồi hả? Trời ơi, có 20 ngàn à mà cũng hỏi tôi nữa. Bà còn nhiêu nói đi. 2 ngàn rưỡi nè. 2 ngàn rưỡi, 10 ngàn, 12 ngàn 500. Bà cầm đỡ đi. Thiếu 7 ngàn rưỡi chút diễn xong đưa luôn. Trời đất ơi. Bà cầm đỡ đi. Thì giờ diễn đi, cứ diễn đi chút xong tôi đưa à. Giờ bắt đầu diễn nha. Hứa là trả đủ tiền nghe chưa? Diễn đi. Ông trốn không có lại tôi đâu. Rồi, vô nhạc. Đưa tay cao 90 độ cho tôi coi coi. Nè. Mông ngực đưa ra khoảng 50 độ. Rồi nè. Ủa đưa hết rồi hả? Thêm 30 nữa đưa tối đa luôn. Trời ơi, nói hoài, diễn đi. Còn cái chân là trời ơi, coi bộ giò kìa. Cái chân phải chấm cái mũi lên. Theo cái kiểu ba lê đó biết không? 70 độ cho tôi coi coi. 70 độ thì phải lên 50 ngàn nữa. Diễn đi. Trời ơi. Vậy được chưa? Chặt lắm. Dẹp, cắt liền cho tôi, cắt liền. Chưa thấy ai. Dạy 1 tuần lễ rồi mà đi đứng vậy á. Cái gì mà 1 tuần? Tuần, đi vô liền. Nhớ trả tiền đó nha. Vô liền. Nhớ nha, có 15 phút á nghe bà nội. Dạ, chào các chị. Dạ, các chị thật đúng hẹn. Cái cô hồi nãy là người mẫu của tôi đó. Dạ, đúng rồi đó ạ. Trời ơi, người mẫu gì mà ốm quá huynh ơi. Thì tạo người mẫu cho cá mà. Dưới biển đâu có con cá nào bự đâu. Mấy chị có coi phim Nàng Tiên Cá không? Đó, người cá là vậy đó. Dạ, thưa giám đốc, các chị đến đây để đăng ký làm người mẫu hoặc là tài tử đóng phim. Mày chơi sụn tồn chứ cha là giáo sức gì bây giờ cậu á. Dạ, thưa các chị, giám đốc nói thời gian không còn nữa nên khóa sổ dự thi người mẫu. Khẩu ẩu à? À, mà chỉ nhận các chị làm tài tử đóng phim thôi. Khẩu ẩu à? Đúng rồi, qua bển là các chị có tiền đô liền. Hey. Còn thực tập như cô hồi nãy mệt lắm. À, các chị có ý kiến gì không nè? Hậu chí mẫu đi rồi. Thôi, nè, như vậy là tốt chứ sao? Thủ tục như thế nào vậy ông, trưởng phòng? Dạ, các chị nộp giấy tờ chứng minh 4 tấm ảnh nhỏ để làm visa qua Hồng Kông. Mỗi người đóng lệ phí 1.000 đô để công ty sắm quần áo cho đúng kiểu Hồng Kông đó. Xong rồi công ty sẽ hoàn lại. Hả? 1.000 đô lận hả? Trời ơi, nhiều quá vậy. Tôi lo đâu có nổi. Thôi tôi xin rút lui, về làm nghề cũ cho chắc ăn. Em về nha chị Dung. Trời ơi, có 1.000 đô mà nhiều gì. Bỏ một làm được tài tử Hồng Kông, lấy vô cả 1.000 mà tiếc. Đồ hai lúa. Em đăng ký nha. Hậu hậu á. Hổ rồi, bên đây hậu hậu á. Ây da, hậu chứ quá à. Lê, tiếng vậy à, dặn dưới giấy à. Tưng lại xăng sổ lắm à. Cho thi năng khiếu đi à. Dạ. Thi năng khiếu. Ủa, là thi sao anh hai? Ây da, chạy dạ. Lòng biểu lá đi ra nó ca cho ngộ nghe coi có chắc giận nó có trong chẻo hay không là lẩu chứ. Dạ hiểu ý ông chủ rồi. Dạ em à. Dạ à, em là em hả? À. Anh muốn hỏi em tên gì đó hả? Đúng rồi.
Em là nàng Son. Dạ, nàng Son. Nàng Son là cho ưng chè lậu. Hê liệt trời. Nàng Son à, hát cho ngộ ra coi chứ. Dạ, hồi hộp quá. Hồi nào tới giờ hát đám ma không à. Tự nhiên giờ biểu thi năng khiếu. Em gung tới bà nội luôn. Dạ, liễn hát mà liễn làm cái gì chậm băng mấy đi làm cái gì kỳ cái đúng mê quá. Dạ, trời ơi, thì em là vậy mà. Em hót liền nha. Mưa gừng ơi mưa gừng. Mày chết mẹ rồi. Hát mưa nhớ ai mưa tiền miên. Cha, mưa này là cay lắm đây nè. Mưa mà toàn gừng không à. Mưa này á, mà gặp gặp mà dịch luộc là hết sảy luôn á nghe. Nè, mẹ kia, bà đừng có cà chớn nha. Bà ganh tị sắc đẹp với tôi hả? Bà là cái giống gì mà bà chọt người ta chứ. Già mà bon chen. Sao chửi má tôi? Đóng kìa. Trời ơi, kêu đóng à. Mắt mày chắc đuôi rồi. Mày nói tao già vậy mà già mày. Mày thấy mẹ con tao ra đường toàn nói hai chị em không mày? Mày nói ai già? Nói cái gì á? Thì á hả? Nói nghe. Chứ mà nói tao mà già là tao nói thiệt. Mày còn một giọt máu một chút xíu tao cũng chơi cho khô luôn nè mày nha. Trời ơi, bà ngon không? Bà ngon, bà nhào vô đi. Bà nhìn kỹ đi. Tuy tôi á là thân con gái nhưng mà sức con trai nghe bà. Má để con má. Má. Ê, chị kia hăm dọa mẹ con tôi hả? Không có ngán đâu nghe. Nè, nói cho biết nè. Tôi bơm cái chỗ nào á là tôi biết chỗ đó nó xì ra đó nghe. Con gái mà nói bậy. Nhào vô. Chết một cái là đồi núi thành đồng bằng cho coi. Đó, mày thấy chưa? Mày thấy tao huấn luyện con tao chưa? Anh ơi, anh thấy chưa anh? Hai mẹ con bà này ăn hiếp người cô thế thì anh phải lấy lại công bằng cho em mới chịu. Em... Thôi đây đi. Mấy bà làm giống cái chợ quá. Người ta thi tài tử thấy toàn sư tử không à? Giờ sao đây thưa giám đốc? Dầu chứ hả? Dạ. Ở đây biết còn anh lấy ào rồi việc làm gì nhá. Ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời. À, mấy người nào cũng có lăng khiếu hết trơn cái trời á. Mấy mốt mà qua hồng không cho lóng da quần chúng lánh gian là ba cái bộ chắc luôn á. Hả? Trời ơi trời. Đóng mà 1.000 đô mà cho da quần chúng hết trời. Đóng tới chừng nào mới đủ vốn đi mẹ. Không phải rồi, lìa đóng khác á, lìa đóng dây á. Chứ ai biểu mấy người làm như hàng tôm hàng cá. Đâu có phong cách ngôi sao gì đâu. Nè em gái, em nói vậy là chị không có chịu nghe em. Nhìn sao mà nói chị không có phong cách ngôi sao vậy em? Nói thiệt cho anh Kim Chi Hoa nghe nha. Hồi mà em mới lọt lòng mẹ là ngoại của như này đó, là chung quanh em. Ôi sao sáng lung linh, hơn 1.000 sao trên bầu trời. Các bài này ngộ biết mà. Ôi sao? Dạ hiểu rồi, dạ, dạ hiểu ý ông chủ rồi. Dạ em à. Dạ. À, em là em hả? À. Anh muốn hỏi em tên gì đó hả? Đúng rồi. Em là nàng Son. Dạ, nàng Son. Nàng Son là cho ưng chè lậu. Hê liệt trời. Nàng Son à, hát cho ngộ ra coi chứ. Dạ, hồi hộp quá. Hồi nào tới giờ hát đám ma không à. Tự nhiên giờ biểu thi năng khiếu. Em gung tới bà nội luôn. Dạ, liễn hát mà liễn làm cái gì chậm băng mấy liễn làm cái gì kỳ cái đúng mê quá. Dạ, trời ơi, thì em là vậy mà. Em hót liền nha. Mưa gừng ơi mưa gừng. Mày chết mẹ rồi. Hát mưa nhớ ai mưa tiền miên. Cha, mưa này là cay lắm đây nè. Mưa mà toàn gừng không à. Mưa này á, mà gặp gặp mà dịch luộc là hết sảy luôn á nghe. Nè, mẹ kia, bà đừng có cà chớn nha. Bà ganh tị sắc đẹp với tôi hả? Bà là cái giống gì mà bà chọt người ta chứ. Già mà bon chen. Sao chửi má tôi?
Đóng kia. Trời ơi, kêu đóng mắt, mắt mày chắc đuôi rồi, mày nói tao già vậy, mày già mày, mày thấy mẹ con tao ra đường toàn nói hai chị em không mày. Mày nói ai già? Nói cái gì á thì á hả? Nói nghe, chứ mà nói tao mà già là tao nói thiệt, mày còn một giọt máu một chút xíu tao cũng chơi cho khô luôn nghe mày nha. Trời ơi, bà ngon không? Bà ngon, bà nhào vô đi, bà nhìn kỹ đi. Tuy tôi á là thân con gái nhưng mà sức con trai nghe bà. Má, má, má để con má, má. Ê, chị kia hăm dọa mẹ con tôi hả? Không có ngán đâu nghe. Nè, nói cho biết nè, tôi bơm cái chỗ nào á là tôi biết chỗ đó nó xì ra đó nghe. Con gái mà nói bậy. Nhà vô, nhà vô. Chết một cái là đồi núi thành đồng bằng cho coi. Đó, mày thấy chưa, mày thấy tao huấn luyện con coi chưa. Anh ơi, anh thấy chưa anh? Hai mẹ con bà này ăn hiếp người cô tế thì anh, anh phải lấy lại công bằng cho em mới chịu em... Thôi đây đi. Mấy bà làm giống cái chợ quá. Người ta thi tài tử thấy toàn sư tử không à. Giờ sao đây thưa giám đốc? Dầu chứ hả? Dạ. Ở đây biết còn anh lấy nào rồi cầm nhìn ngay. Ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời. À, mấy người nào cũng có lăng khiếu hết trơn cái trời á. Mai mốt mà qua Hồng Kông á, cho lóng ra quần chúng á, lánh gian là ba cái bộ chắc luôn á. Hả? Trời ơi trời, đóng mà 1.000 đô mà cho gia quần chúng hết trời. Đóng tới chừng nào mới đủ vốn đi mẹ? Không phải rồi, lị là đóng khác á, lị là đóng dây á. Chứ ai biểu mấy người làm như hàng tôm hàng cá, đâu có phong cách ngôi sao gì đâu. Nè em gái, em nói vậy là chị không có chịu nghe em. Nhìn sao mà nói chị không có phong cách ngôi sao vậy em? Nói thiệt cho anh Kim Chi Hoa nghe nha. Hồi mà em mới lọt lòng mẹ là ngoại của như này đó, là chung quanh em ôi sao sáng lung linh hơn 1.000 sao trên bầu trời. Thôi các bạn lại bổ biết mà. Ôi sao sáng lung linh. Giám đốc. Dạ hả? Giờ mấy người này ca vậy tính sao giám đốc? Dạ gọi là hợp chung với mấy người này quá. À, liệt dài liệt dài, ai cũng thành ngôi sao hết á. Ha, nếu mà lóng tiền nhiều quá là ngôi sao lớn, mà lóng tiền ít là ngôi sao nhỏ gắn chịu quá. Ủa sao kỳ vậy, sao kỳ vậy? Có gì đâu kỳ. Để đóng nhiều thì mướn đạo diễn giỏi, mà đóng ít thì mướn đạo diễn dở vậy thôi. Má, má. Vậy á mình chơi double luôn má, cho mau nổi danh má. Chơi thì chơi, má đâu có ngán con. Ha ha, vậy là hậu lẹ nãy á. Bộ sẽ một bộ phim mà hay nhất á cho hai mẹ con lị lắm á. Phim gì vậy giám đốc? Trời ơi, chú sao tao bị liệu ổng rồi. Phim này là có cái tỉa lọc táo à. Là cái tỉa là hai má con xanh lôi. Ủa, hai má con mà sao xanh đôi được chú? Phim kinh dị mà. Sao cũng được, miễn có phim là được, đầu cậy nó đi vậy cho vui, vậy bắn mới được. Hiểu không, nó lạ. Hiểu không, cái gì lạ là tao thích à. Bây giờ sao? Hai vị có đăng ký không? Tôi đăng ký nè. Cho tôi đóng Thúy Kiều nha. Tôi cũng đăng ký nữa. Con nữa má. Ghi tên hai mẹ con luôn. Alem. Dạ. À, chào chồng, có gì à, liệu chưa bỏ liệt cho việc còn thành ra sức khỏe sao rồi trò hậu thảo. Nói tiếng Việt đi. Nói không có dành, không có dành. À, hiểu rồi. À, dạ thưa quý vị, giám đốc của tôi nói á, các chị cứ ghi tên vào, chiều mai đúng 4 giờ các chị mang giấy tờ nè, hình nè và tiền đến đây nộp, rồi nhận visa luôn thể. Em ký trước nha. Để em về em chụp ảnh cho kịp chiều mai nha. Là tuần sau nàng Son sẽ có mặt ở Hồng Kông để gặp Lưu Đức Hòa nha. Chàng nhất định không thoát khỏi tay mình đó nha. Em đi trước nha. Trời ơi mệt cái con này ghê, bay quá lượn lại hoài. Dạ tôi xin phép về để lo thủ tục đầu tiên. Nhất định kỳ này giật hai cái sao về con ơi. Đi má. Quý thính giả thân mến, tiểu phẩm của thính giả vừa nghe có tựa đề Tài tử Hồng Kông của tác giả Chí Mai, do Bảo Chung, Hữu Châu, Kiều Oanh, Yến Di, Tiểu Bảo Quốc, Phương Dung và Lê Khánh thể hiện, đã kết thúc chương trình sân khấu hài hôm nay.
Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Thân mến! Thank you.